Đúng ạ, chào bạn đến với chương trình review nhuyễn cảm sát cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Tôi là Quân. Hôm nay chúng tôi có chuyến hành quân thứ hai trong ngày đến với gia đình của anh Tuân, chị Huyền ở Lạng Giang, Bắc Giang. Về đây để thiết kế khảo sát cho gia đình chị một cái ngôi nhà lô phố 2,5 tầng. Và chị có tâm sự với chúng tôi. Chị là một trong những người trước đây cũng tham gia và liên quan đến công tác xây dựng, nên chị rất tin tưởng giao phó trách nhiệm cho chúng tôi để tư vấn thiết kế cho gia đình chị một cái ngôi nhà thật là đẹp trong mơ các bạn nhé. Mời các bạn hãy cùng chúng tôi về với gia đình của chị Huyền. Ok, chào anh em, tôi xin giới thiệu với các bạn cái khuôn đất dự kiến gia đình tiến hành thi công các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ xây dựng từ offset từ tường này ra đây là 5m, mà từ mép phía sau của tôi đứng đây đẩy lên kia là tầm hơn 20m các bạn ạ. Thì hiện tại đây là cái nhà xưởng, thì chúng ta sẽ có, khi mà xây ngôi nhà này lên, mục đích là thứ nhất là sinh sống, thứ hai là quản lý cái xưởng bên cạnh này. Thì các bạn sẽ làm cho tôi một cả sảnh phụ bên này để gia đình có thể là quản lý công việc ở khi mà tiến hành xưởng bên này các bạn nhé. Thì đây một số yếu tố, phía cấp điện là phía trước, cấp nước vào là phía trước, và thoát nước sẽ là ở vị trí này các bạn nhé. Thoát nước ở vị trí này để ra đây. Vâng, tôi sẽ đi lên để các bạn quan sát kỹ hơn các bạn này. Đây là cái nhà xây bên cạnh cũng được 10 năm rồi các bạn nhé. Thì tôi thì nữa sẽ bay flycam lên cao kiểm tra kỹ. Còn 20m thì phía trước sẽ có một cái khoảng sân nữa các bạn nhé. Đây, nhà của chúng ta sẽ có một cái cửa chính đây và một cái cửa phụ ở trên này để là theo phong thủy của gia đình tư vấn. Còn ngoài ra thì sảnh phụ sẽ là vẫn ở bên này các bạn này. Ok, một lần nữa quay lại các bạn chứng dưỡng. Đây là vị trí cốt đất hiện trạng cũ của phần nền cũ này các bạn nhé. Đây, ở đây nghĩa là cái nền của gia đình đây là ngày xưa là cũng có xây nhà rồi, và cái nền thì bằng nền bên này, thì gia chủ tôn đất lên và trong quá trình mà xưởng đi lại thì nó đã lưu lèn rất là chặt, sau đó mới tiến hành đổ một lớp bê tông phía trên các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu phương án móng cho phù hợp. Chào anh em, sau đây tôi xin review lại quá trình khảo sát của nhà anh Quân, chị Huyền ở Lạng Giang, Bắc Giang, dự kiến xây dựng một cái biệt thự 2 tầng lô phố với phong cách hiện đại 2,5 tầng, với kích thước là 1 chiều 5 và 1 chiều là khoảng 18 đến 20 mét vuông, 20 mét dài các bạn nhé. Ok, sau khi bay slide cao lên cao, tôi xác định khuôn đất của gia đình anh như sau các bạn này. Toàn bộ khuôn đất của gia đình anh đây các bạn nhé. Thì tôi bo lại đây, và kích thước này chiều này khoảng 42 mét, và chiều này thì cũng được khoảng đấy. Và làm nhà anh sẽ dự kiến làm nhà một nhà kích thước ở trong cái phạm vi này là 5 x 20 là phát triển từ cái vị trí của mái tôn phía sau này lên các bạn nhé. Ok, thì một số yếu tố như sau. Khuôn chính của nhà khoảng 120 độ đông này. Nhà thì sẽ có hai sảnh, hai cửa, cửa chính nhé, một cửa đây và một cửa đây các bạn nhé. Cấp điện, cấp nước sẽ là cửa phía trước này, thoát nước ra phía sau này. Xưởng khi mà làm ngôi nhà ở đây thì cái xưởng này sẽ chuyển xưởng hiện tại đây các bạn, đây là hiện tại xưởng đấy, sẽ chuyển sang chỗ anh hết. Và anh khi mà làm ngôi nhà này, anh muốn là từ ngôi nhà có thể nhìn bao quát ra được cái xưởng này các bạn nhé. Thì ở phía trước này thì khi mà làm xong, anh sẽ làm chỗ để uống nước và chỗ để gara ô tô của nhà anh đây. Là chỗ để uống nước là để cái khách hàng đến làm xưởng ở chỗ này, xưởng sửa xe đến chỗ này thì sẽ ngồi đây và giao dịch các bạn nhé, ngồi đây và ngắm ra xưởng để giao dịch. Cũng như phía trước này chúng ta sẽ tiến hành để ô tô. Ok, đấy, ngôi nhà của anh thì ở đây về phần cái phần nhiệt đất ấy, thì các bạn trao đổi kỹ hơn về gia chủ để lên phương án nó, bởi vì cái nền xưởng ra ở đây thì nó rất là đất, mặc dù đất tắc nhưng mà rất là lì, cùng với thời gian cũng lì và phẳng rất là tốt, nên khi bàn phương án móng thì các bạn chỉ là bàn với gia chủ có phương án móng hài hòa hợp lý các bạn nhé. Ok, còn về cái phương án kiến trúc thì tôi sẽ gửi kèm file hình ảnh đấy luôn, là cái mẫu nhà mà gia chủ thích. Thì sau này vẫn là xưởng của gia chủ các bạn nhé, chỗ sinh hoạt đây, toàn bộ đây các bạn là xưởng, và chỗ này sẽ là làm nhà các bạn đấy. Tôi sẽ gửi mẫu công năng, gia đình cũng có cái hướng như thế, các bạn cân đối cho phù hợp hài hòa.